Tập 8. Nhị đệ, hãy tự nhìn mình xem, đây lại khiến cho tam thẩm phải bận tâm rồi. Tỷ đừng nói như vậy mà. Mẫu thân, xin người đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức để mẫu thân không thất vọng. Ta biết mà, ta phải qua chỗ của lão phu nhân đi. Con và dì Ương nói chuyện đi. Vâng. Dì Ương, ta để cho hai đứa trò chuyện nha. Mẫu thân bảo trọng. Có biết bao nhiêu người mong mỏi được làm thị vệ trong hoàng cung hay không? Để còn ca tháng gì nữa? Sao vậy? Thì muốn đệ trở thành thị vệ hay sao chứ? Dĩ nhiên rồi, thị vệ hoàng cung được thăng tiến rất là nhanh. Dĩ nhiên là tỷ muốn đệ làm những gì có lợi cho mình rồi. Được thôi, nếu vậy thì đệ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà đệ làm việc này không phải vì tỷ đâu. Đệ làm việc này là vì mẫu thân của đệ thôi. Bà thì cũng có nói, để làm thị vệ hoàng cung sẽ có được tương lai tươi sáng. Thế mới ngoan chứ. Đừng động vào đệ mà, đừng có sờ đầu đệ. Sao hôm nay mùi lại có nhã hứng dạo chơi qua viên vậy? Mùi thấy có nhiều hoa đang nở rộ, cho nên dạo chơi một vòng thôi. Những hoa đang nở chỉ toàn là hoa dại thôi, có gì đáng để thưởng thức? Mà thôi, mùi lớn lên nơi sơn cước mà, qua dại há cũng như là nhà mình thôi, không phải hay sao? Dẫu cho chúng có là loài qua dại, chúng cũng là hoa nở sớm nhất và nở dài lâu nhất. Dù có là như vậy, khi chẳng được ai thưởng thức thì cũng chỉ đáng dứt đi thôi. Nhị muội thân thiết với Cao Dương Dương điện hạ lắm hay sao? Chỉ mới gặp nhau đôi lần thôi. Cao Dương Dương vừa khôi ngô vừa tài đức vẹn toàn, được rất nhiều tiểu thư khuê các ngưỡng mộ. Tỷ đoán nhị muội cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, muội phải biết thân phận của mình chứ, đừng gây phiền phức cho Lý gia. Phiền phức sao? Tỷ đang nhắc nhở muội là tốt cho Lý gia hay là tốt cho tỷ đây? Xem ra muội vẫn chưa biết thân phận của mình. Kẻ thấp hèn như muội, tốt hơn là đừng nghĩ đến chuyện đũa móc mà chồi mâm son. Mùi tự chuốc lấy tiếng nhơ cho mình thì chớ. Nếu lỡ như phải liên lụy tới Lý gia thì mùi có lo liệu nổi hay không? Thân phận của mùi thì sao chứ? Khi thốt lên những lời này, đừng quên rằng tỷ và mùi có cùng một phụ thân đó. Mùi mà thấp hèn thì tỷ nghĩ mình khá hơn mùi hay sao? Lý Dị Ương, mùi dám nói chuyện với ta như vậy hay sao? Mùi, thay vì đôi co với bụi ấy, mụi hãy thưởng thức hương sắc trời xuân đi. Đến cả những thứ hoa dại vô danh này, cũng xinh đẹp biết nhường nào. Quỳnh nói chí phải đó, có những kẻ chẳng đáng để đôi co. Ca ca, ta đi thôi. Thiếu gia, bẩm đại thiếu gia, mật thám đã gửi đến bức họa của Bắc Lương công chúa. Muội xem nữa. Cẩn thận đó, muội nghe nói Bắc Lương công chúa có dung nhan rất xinh đẹp thanh tao. Muội muốn xem liệu có đẹp hơn muội hay không. Lý Dị Ương, muội làm gì vậy? Muội cũng xem dung nhan của Bắc Lương công chúa nữa. Muội hả? Được rồi, bức họa này rất quan trọng, đừng có đem ra làm trò đùa nữa. Và dù cho Bắc Lương công chúa này có xinh đẹp đến mức nào đi nữa, cũng không thể sánh được với Trường Lạc đâu. Muội muội à, ta đi thôi. Quan hệ giữa Lý Dị Ương và Cao Dương Dương điện hạ không tầm thường đâu. Cao Dương Dương là của muội, muội sẽ không để cho ai đến gần điện hạ hết. Đại ca, Quỳnh phải giúp cho muội. Được rồi, đối phó với muội ấy cũng dễ thôi. Muội cứ chờ xem, đại ca sẽ cho ả một bài học cho coi. Có chuyện này Quỳnh có thể giúp được muội đấy. Là chuyện gì? Người đâu? Dạ, mang nó về phòng của ta. Vâng.
Tú Nhi, cô đang theo gì đấy? Cho ta xem đi. Tú Nhi, cô muốn xuất giá hay sao? Cô không muốn xuất giá hả, Tử Yên? Cô là người muốn xuất giá mà còn trêu ta nữa hả? Nói ta nghe, ý trung nhân của cô là ai vậy? Là biểu ca của ta. Lão phu nhân biết chuyện rồi, người nói sẽ cho ta chút của hồi môn khi người ta đem sính lễ tới, để ta có thể yên bề gia thất. Lão phu nhân thật là tốt bụng quá. Nếu như cô cũng muốn được thành thân thì hãy nói với dì tiểu thư đi. Dì tiểu thư chắc chắn sẽ tìm được cho cô tấm lăng quân tốt. Cái cô này. Đại thiếu gia. Tú Nhi, lão phu nhân cho gọi ngươi kìa. Đô thị sẽ qua đó ngay. Hôm qua ta đánh rơi chiếc quạt ở đây. Ta dự định bảo nhị muội gọi một a hoàng tìm nó cho ta. Tử Yên cô nương có rảnh không? Nô tỳ để nô tỳ tìm giúp cho thiếu gia. Thiếu gia đánh rơi chiếc quạt ở đâu vậy? Ở bãi cỏ gần đây thôi. Dân à. Đại thiếu gia, ở đây chẳng có gì cả. Một người không thể tìm ra đâu, để ta giúp một tay. Thiếu gia, người làm gì vậy? Người khác sẽ nhìn thấy đó. Nhìn thấy hay sao? Nhìn thấy thì sao chứ? Nếu ta bảo nhị muội nạp nàng cho ta thì sao? Đại thiếu gia, đã không muốn hay sao? Vậy thì thôi. Không phải. Nhưng mà tiểu thư, ta mê nàng từ ánh nhìn đầu tiên. Ta muốn được gặp nàng bất kể ngày đêm. Nàng muốn ở cùng với nhị muội, làm phận nô tỳ không thể ngóc đầu lên nổi hay sao? Hay là theo ta để được danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân? Vì tiểu thư rất tốt với nô tỳ, nô tỳ không thể phản bội tiểu thư. Nàng thật biết bảo vệ tiểu thư. Liệu muội ấy có coi trọng nàng hay không chứ? Nếu như nàng đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Tối nay nàng hãy đến phòng của ta, ta đợi nàng. Đại thiếu gia, thành sự chứ. Hạng như đàn ta chỉ là thứ giặt giảnh đối với huynh, chẳng tốn nhiều công sức. Nếu Tử Yên trở thành người phe ta, chúng ta sẽ có thể biết được mọi đường đi nước bước của dị ương. Thiếu gia, bức họa bức lương công chúa đang ở trên bàn của thiếu gia. Cái thế này là sao đây? Tiểu nhân cũng không rõ nguyên nhân nữa. Bức họa vẫn còn nguyên vẹn khi tiểu nhân mang nó vào đây, nhưng mà bỗng dưng dù có phải bỏ mạng nơi đây, ta vẫn phải giết Lý Mẫn Phong trước.
thuyết minh bởi Aramark Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Người đâu? Bắt lấy thích khách cho ta. Bắt thích khách. Bắt thích khách. Bắt sống hắn. Bắt sống đi. Kẻ nào bắt được tên đó sẽ được trọng thưởng. Đằng kia. Quân Đào, là ta đi. Công chúa, đi mau. Vào trong đi, nhanh lên. Cô bị thương ở đâu? Công chúa. Đích thực là công chúa rồi. Người vẫn còn sống. Quân Đào, cô cũng vẫn còn sống mà. Sao người lại ở đây? Chuyện đi dài lắm. Mà này, Minh Thúc sao rồi? Phụ thân. Ta e rằng phụ thân đã chết rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại công chúa. Ta không còn là công chúa của Đại Lương. Bây giờ ta là đứa con rơi của Lý Tượng Tư, Lý Dị Ương. Bất kể công chúa là ai, ta biết rằng đây chính là vì công chúa ta đã liều mình bảo vệ. À phải rồi công chúa, sao công chúa biết đấy là ta? Cô quên mất, chuôi kiếm đó là do ta làm hay sao? Làm sao ta không nhận ra được? Tên Lý Mẫn Phong là một trong những kẻ tàn ác đã tàn sát người trong cung điện. Đôi tay của hắn đã giấy máu của người Đại Lương. Ta biết chứ. Ta sẽ không để cho hắn thoát đâu. Hoàng tổ mẫu muốn ta tiếp tục sống và sợ rằng lòng hận thù sẽ quỷ quại ta. Nhưng tổ mẫu nào biết được cảm giác khi nhìn thấy kẻ thù nhẫn nhơ trước mắt. Khi ta nhìn thấy chúng hả hê sau chiến thắng tiêu diệt toàn bộ dân tộc ta, cảm giác đó còn tệ hơn là cái chết. Mau lên, hình như hắn chạy về phía bên này. Nhanh lên, sang đây xem. Quân Đào, đừng manh động. Cô muốn đi nộp mạng hay sao? Ta không thể để liên lụy đến công chúa được. Ta có kế này. Tìm đi. Có chuyện gì, chặn hết các phòng lại. Đi ra xem. Không ai được ra vào. Sao vậy? Có chuyện gì? Đại thiếu gia, đã khuya rồi, sao thiếu gia còn tới đây? Các người có thấy ai khả nghi không? Nô tỳ không nhìn thấy gì cả. Đại thiếu gia, các cận vệ của người sẽ làm phiền vị tiểu thư đó. Tiện nhân, lục soát. Kẻ nào dám cản cứ giết. Tiểu thư, đại thiếu gia dẫn theo cận vệ vào trong lục soát. Khoan đã, ta đã vào giường rồi. Không nghe ta nói hay sao? Nhưng đây là nhị tiểu thư. Cái đồ vô dụng. Tránh ra. Đại ca, quý định làm gì vậy? Quý công bằng tới danh tiết của ta hay sao? Quý làm gì vậy? Đi, tiểu thư.
Tiểu thư, để nô tỳ đóng cửa cho. Đại thiếu gia, nô tỳ xin tiễn đại thiếu gia. Theo ta. Tiểu thư, họ lại vào nữa rồi. Các người làm gì vậy? Tìm kiếm kỹ cho ta. Nhanh lên. Sang đây xem. Đi. Tiểu thư, tất cả tránh ra. Nếu không ta giết á ta. Mặc kệ, bắt lấy thích khách Lý Mẫn Phong. Dù cho huynh không bạn tình huynh muội, ta cũng là thứ nữ của Lý gia. Nếu có ai biết được huynh bỏ mặc an nguy của ta, chẳng phải là sẽ khiến cho huynh và phụ thân mất mặt hay sao? Xông lên. Phụ thân ơi, cứu con. Đại thiếu gia, để họ đi đi. Đi. Đừng đến gần. Tránh xa ra, nếu không ta giết ả ta. Tiểu thư, bắt hai con nô tỳ này lại cho ta. Dừng. Tên thích khách trốn vào phòng của muội. Hai nô tỳ của muội đáng mang tội. Đánh mỗi đứa 20 rồi. Xin đừng mà, đại thiếu gia. Đánh. Dừng tay. Không được, dừng tay. Bấy nhiêu quan vệ cũng không ngăn được một tên thích khách lẻn vào phủ. Làm sao hai a hoàng có thể ngăn hắn vào quân lang diện chứ? Đánh đi. Tiểu thư. Tiểu thư. Dừng tay. Dừng tay đi. Nếu huynh không bắt họ dừng, ta sẽ đến gặp phụ thân nói cho ra lẽ. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư à. Đi thôi. Tiểu thư. Tiểu thư, chúng nô tỳ chỉ là thân phận tôi tớ, không đáng cho tiểu thư phải hy sinh đâu. Ta luôn xem các người như là tỉ muội của mình. Ta có bao giờ xem các người là nô tỳ đâu. Tiểu thư, người tốt với chúng nô tỳ quá. Là lỗi của ta cả. Quân lang diện. Đây, mau uống đi. Từ ngày về đây, con chưa bao giờ được yên ổn hết. Hoặc là chịu phạt, hoặc là chịu đòn. Mẫu thân à, con không sao đâu. Mẫu thân thì sao? Sức khỏe của mẫu thân thế nào chứ? Hôm nay tiết trời lạnh lắm, sao mẫu thân lại sang đây? Con bị thương mà. Làm sao mà mẫu thân không lo được? Mẫu thân à, tất cả là do mẫu thân vô dụng thôi. Sao vậy hả? Nàng vẫn còn giận ta hay sao? Ta chỉ là phận tôi tớ thôi, nào dám tức giận gì đại thiếu gia. Ta biết ta sai rồi, là lỗi do ta được chưa? Đêm ấy bọn chúng đánh nàng nặng tay quá. Kẻ tôi tớ chịu phạt là chuyện thường tình, ta nào dám ca thán. Nàng không ca thán hay sao chứ? Nàng không ca thán nhưng mà nàng giận ta. Rất giận.
Nàng biết tình thế lúc đó mà. Nếu ta còn phạt nàng cùng với A Hoàng kia, Lý Dị Ương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mọi cố gắng của chúng ta đều vô ích hết, đúng không? Thật lòng ta không muốn làm việc đó chút nào hết. Thân nàng bị đau một, còn lòng ta thì đau gấp 10. Ai mà tin được, ta nói thật mà. Vậy bây giờ nàng thấy thế nào rồi? Chàng suýt đánh chết ta. Ta biết là lỗi của ta. Lần này thật sự là ta có lỗi với muội. Từ bây giờ ta sẽ tốt với nàng hơn. Mấy hôm rồi không gặp nàng, ta nhớ nàng lắm. Nói dối. Cầm lấy đi. Ta nói Trường Lạc mua cho đấy. Nghe nói chỉ có tiểu thư cao quý ở Bình Thành này mới xứng với son này thôi. Nàng có thích hay không? Không thèm. Nàng không thèm hay sao? Vậy thôi để ta ôm nàng. Không thèm. Nàng không thèm ta ôm hay sao? Để ta ôm đi mà. Không thèm. Lại đây để ta ôm cái nào. Đừng giận ta nữa. Tất cả là do mẫu thân vô dụng. Thúy Nhi, ngươi có từng nghe có ai sau khi chào đời lại có thêm vết bớt hay không? Thưa đô tỳ chưa nghe đến à. Sao bỗng dưng người lại hỏi như vậy hả? Không có gì đâu. Trường Hỷ, sao lâu rồi cô không đến trò chuyện cùng với ta? Dạo này cô thấy đại bá mẫu bận rộn quá, cô sợ làm phiền người thôi. Vết thương của con nhìn khá hơn rồi đó. Vậy là tốt. Cũng là nhờ Ngọc Dung Cao do người gửi đến. Ngọc Dung Cao thật sự rất quý hiếm, mấy ai có được. Mà thôi đừng nói chuyện cũ nữa. Ta có việc này muốn nói với con đây. Là việc gì thưa đại bá mẫu? Ta nghĩ con cũng thấy Bẩn Phong và Nam An Dương điện hạ khá là thân thiết. Bẩn Phong từng nói Nam An Dương vẫn chưa chính thức lập phi, đến thề thiếp cũng chưa có. Điện hạ vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi cho. Bẩn Phong mong rằng có ai trong các con có thể khiến Nam An Dương say mê, lập làm thề thiếp để chăm lo cho điện hạ. Thường nghĩ à, khi nào có cơ hội con phải cố tiếp cận Nam An Dương. Đa tạ đại bá mẫu. Như ý cư. Tam tỷ, tỷ nói xem ý của đại bá mẫu là sao? Có phải là người muốn phối hôn cho muội và Nam An Dương hay không? Dù Nam An Dương xuất thân không cao, nhưng mà lại được nuôi nấng bởi người có địa vị cao là Lư Chiêu Nghi. Dù điện hạ không được làm hoàng đế thì vẫn là một thân vương quyền cao chức trọng. Ta vẫn chưa có chắc mà. Muội đừng vội phấn khích. Đại bá mẫu đã nói với muội rồi thì hẳn là đã có quyết định. Đại bá mẫu lúc nào cũng đối xử rất tốt với muội hết. Vũ Ngọc Dung Cao có khi là do Lý Dị Ương cố tình vu oan cho đại bá mẫu. Thường Hỷ à, Nam An Dương xuất thân không cao nhưng vẫn là hoàng tộc, không dễ được làm thê thiếp của điện hạ đâu. Tam tỷ, ý tỷ là sao hả? Tỷ ghen với muội đúng hay không? Muội nói cho tỷ nghe. Muội nói tỷ biết, đại bá mẫu ắt phải có lý do mới làm như vậy. À, muội biết rồi. Có lẽ là Nam An Dương đã phải lòng muội từ lâu lắm rồi. Thảo nào muội luôn có cảm giác Nam An Dương nhìn muội với ánh mắt rất là khác. Bề ngoài của Thường Hỷ làm sao mà khiến cho Nam An Dương mê được? Có lẽ mẫu thân chỉ uổng phí thời gian thôi. Dung nhan của Thượng Hỷ đang dần cải thiện rồi. Còn biết chuyện đó nghĩa là sao hay không? Ý của mẫu thân nói là họ nhận ra Ngọc Dung Cao có vấn đề gì đó hay sao? Nếu như ta không lầm, việc này hẳn có liên quan tới Lý Dị Ương. Con hiểu rồi. Mẫu thân nhận thấy gia đình dị thẩm về chung phe với Lý Dị Ương, cho nên mẫu thân đang cho họ một ân huệ. Nhưng mà có nhất thiết phải làm như vậy hay không? Mấy người đó làm được gì chứ? Chúng ta phải cẩn trọng trong mọi việc thôi. Bất kể Nam An Dương có mê nó hay không, cũng không gây hại gì đến chúng ta hết.
Thất Di Nương, mẫu thân. Mẫu thân, người bị sao vậy? Mẫu thân đang khỏe lắm mà, sao bỗng dưng bây giờ lại ho nhiều như vậy hả? Mấy hôm trước trời nhiều gió quá, Thất Di Nương bị cảm lạnh rồi. Đô thị đã báo với lão phu nhân, nhưng người vẫn không cho gọi đại phu đến. Lão phu nhân lại cố tình làm khó mẫu thân rồi. Bạch chỉ, mau đi gọi đại phu đi. Dân. Ta không thể để cho mẫu thân của dị ương phải cam chịu nữa. Dị ương, con đừng vì mẫu thân mà đối đầu với lão phu nhân. Tiết trời đã khá hơn rồi, mẫu thân sẽ dần khỏe hơn. Nhưng mà trời sắp nóng lên rồi, phòng này lại quay về hướng Tây, như thế không tốt cho mẫu thân dưỡng bệnh. Mẫu thân, bây giờ con đã về đây rồi, con sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ nữa đâu. Mẫu thân chỉ lo cho con thôi, chỉ cần con vô sự thì mẫu thân có bị làm sao cũng được. Đó, mẫu thân à, mẫu thân đừng bận tâm về con, mẫu thân dưỡng bệnh cho mau khỏi mới là điều quan trọng. Con xin phép đi trước, mẫu thân nghỉ ngơi nha. Dị ương, ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân của cô, nhất định không làm cho cô thất vọng đâu. Thái Điện Cực. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Một cơn lũ lớn đã khiến cho 10 vạn bách tính thiệt mạng, vô số người chết và bị thương, dân chúng khóc than triền miên. Các hành gia, ai có kế sách nào để cứu trợ hay không? Cơn lũ này gây ra hậu quả nặng nề quá. Đông Bình Dương e là phải bó tay. Con nói thử coi. Phụ hoàng, cơn lũ này thật to lớn dữ dội, nước cuồn cuộn chảy xiết, gây ra thiệt hại nặng nề, gần như toàn bộ Ngụy quốc đều chịu ảnh hưởng hết. Như thần cho là chúng ta nên mở kho lương để cứu trợ. Các khanh có cao kiến gì hay không? Mở kho lương là cách duy nhất. Mở kho lương là cách duy nhất. Mở kho lương hay sao? Ngoài việc mở kho lương ra, các khanh không còn cách nào tích cực gì hiệu quả hơn hay sao? Chúng thần xin tạ lỗi. Các khanh ở đây có ích gì hay không hả? Truyền lệnh trẫm, ai nghĩ ra cao kiến trị được tai ương, bất kể là kẻ nào sẽ được trẫm trọng thưởng. Thượng thư phủ. Nam An Dương Điện Hạ đang lo lắng về chuyện cứu tế hay sao? Ai nói vậy? Từ khi Thái tử qua đời, Đông Bình Dương được nắm giữ binh quyền, nhờ có bề dày chiến tích, quyền lực gần như dưới một người mà trên vạn người. Cứ để cho Đông Bình Dương lo liệu việc triều chính, ta cứ việc làm tay Dương gia, ung dung tự tại là được. Điện Hạ sao lại phải giấu ta? Hậu quả của cơn thiên tai này quả thật khó mà đếm được. Điện Hạ thương dân như vậy, hẳn phải thấy khổ tâm lắm. Cũng đúng, dân chúng phải chịu cảnh tan nhà nát cửa và cảnh đói khát. Vậy mà triều đình chỉ biết cách mở kho lương để phát lương thực thôi, không chữa bệnh tận gốc. Phụ dương vốn nhân từ, người không thể chịu được cảnh bá tánh phải lầm than, nên người ra lệnh bất cứ ai đưa ra cao kiến cứu nạn sẽ được trọng thưởng. Điện Hạ, Trần Lạc đến rồi. Tham kiến Nam An Dương. Đây là các tiểu muội của tiểu nữ, Thường Hỷ và Thường Như. Điện Hạ từng gặp các muội ấy rồi. Tham kiến Nam An Dương. Tiểu thư đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi mà.
Quân Đào đang bị thương, Lý Mẫn Phong lại đang ra sức truy lùng nàng ấy, không biết nàng ấy sẽ ra sao. Ta thấy lo quá, ta phải mau tìm ra nàng ấy thôi. Tiểu thư, mãi mới xin được lão phu nhân cho phép ra ngoài đi cầu an cho mẫu thân tiểu thư, sao lại đi tới ngôi tự xa xôi thế này? Cần lũ đang hoành hành dữ dội và có nhiều kẻ vô gia cư ở đây lắm. Đâu thì không biết có an toàn hay không. Ngươi xem mình kìa, chỉ là một tiểu cô nương mà sao cứ lải nhải hoài vậy? Đâu thì chỉ lo cho tiểu thư thôi mà, sao tiểu thư lại bảo là lải nhải? Bạch chỉ, cô không lải nhải đâu, cô chỉ nói nhiều thôi à. Hai người, sao lại hùa bắt nạt ta? Sắp tới nơi rồi, ngồi cho ngay ngắn vào. Thanh Phong Quán. Bạch Chỉ, Tử Yên, qua đây. Vâng. Giúp ta thay y phục đi. Tiểu thư, sao người lại mặc y phục này? Ta phải ra ngoài làm chút việc thôi. Tiểu thư đi đâu vậy? Chúng nô tỳ sẽ theo hầu. Không cần đâu, hai người không được đi theo ta. Ở lại đây canh chừng giúp ta, đừng để ai biết ta ra ngoài nghe chưa. Nhưng mà sao chúng nô tỳ lại có thể để cho tiểu thư ra ngoài một mình được? Đừng có lo, ta sẽ sớm về ngay thôi mà. Nhưng mà tiểu thư à, không được nhân dị gì hết. Đi thôi. Vâng. Tiệm mì. Quân Đào nói rằng nàng ấy đang ở đây. Sao mà ta không thấy dấu hiệu gì cả vậy? Đi theo ta, nhanh. Các quân đệ à, hôm nay phát gạo cứu tế. Nếu bọn người Lý gia còn dám dơ dép, chúng ta sẽ đánh chúng. Đánh chúng, đánh chúng. Theo ta cho chúng một bài học. Đánh chúng, đánh chúng, mau. Đi nào, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Nào, đừng danh. Ta nữa, ai cũng có phần mà. Ta nữa, cho ta nữa. Bọn Lý gia đến cướp gạo kìa. Đánh chúng đi, cho ta nữa. Đánh chúng. Sao các người dám cướp gạo hả? Ăn đòn đây, lại đây. Dừng tay lại đi. Dừng tay lại. Đừng mà. Lại gặp cô nữa hay sao? Hết lương để phát rồi. Ngươi, ta đánh chúng. Ta có sao không? Ta không sao. Thừa Đức, đưa tiểu thư đến nơi an toàn đi. Tuân lệnh. Vì cô nương, xin đi với tôi. Của bọn ta mà, đừng có cướp. Bắt hết đi, dừng tay. Mau, tất cả dừng tay. Không được động đậy. Đứng yên, đứng yên. Dừng tay lại. Không được động đậy, bắt hết về. Nhốt vào đại lao. Dân, khoan đã. Thân là quan phụ mẫu, sao lại có thể bắt người mà không tìm hiểu nguyên do? Ngươi là ai? Dám đặt câu hỏi cho ta hay sao? Quân đâu? Bắt tên ngông cuồng này lại và cho hắn 50 hèo. Ta nghĩ là người chán sống rồi. Hoàng thượng ban lệnh mở kho lương, có đủ lương thực để phát cho dân. Sao lại hết lương để phát, còn khiến cho dân chúng phải bạo loạn? Ta đã điều tra kỹ rồi, chính là ngươi đã giữ làm của riêng. Vậy là hắn đã cướp lương của ta. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn đi. Đánh chết hắn. Dừng tay. Mọi người bình tĩnh đi. Bạo lực có giải quyết được vấn đề hay không chứ? Dù cho tên này đáng chết lắm, nhưng sẽ có người trừng trị hắn. Không tin đâu, ta không tin. Không tin. Không tin. Không tin. Yên lặng. Không tin đâu. Tự mình hành luật, tức là mọi người đang tự ý trái luật. Tất cả dừng tay. Không được manh động. Tất cả dừng tay. Hạ quan tiếp đón chậm trễ, xin Cao Dương Dương điện hạ thứ tội.
tham kiến điện hạ. Cao Dương Dương điện hạ, xin bái kiến Cao Dương Dương điện hạ. Miễn lễ. Mọi người không cần phải sợ ta. Thiên tai dẫu có tàn nhẫn, nhưng mà triều đình thì không. Mọi người hãy an tâm đi, triều đình sẽ không để cho ai chịu đói. Vậy thì tốt. Tất cả đều là bá tánh đại ngụy, triều đình sẽ không bỏ mặc lương dân của chính mình. Cao Dương Dương điện hạ vạn tuế. 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 Sao còn đứng đấy? Chờ được phát cháo hay sao? Thừa Đức đi thôi. Dì Ương cô nương mời. Sao mà tiểu thư vẫn còn chưa về nữa? Chắc không có xảy ra chuyện gì chứ. Ta biết trước là không nên để cho tiểu thư ra ngoài một mình mà. Phải làm sao bây giờ? Bạch Chỉ à, đừng đi qua đi lại nữa mà. Cô làm ta chóng mặt quá. Lại đây, lại đây. Uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi. Cô nghĩ tiểu thư định làm gì hả? Sao gần đây tiểu thư cư xử lạ quá vậy? Đầu tiên là đưa chúng ta đến ngôi tự xa xôi này, rồi tiểu thư ra ngoài một mình. Tiểu thư đi gặp Tình Lang chăng? Đừng có nói bậy mà. Tiểu thư là con gái của Lý Thượng Tư, sao cô dám nói như vậy hả? Thanh Phong Quán. Lý Dị Ương, để ta xem cô đang giở trò gì. Đa tạ ngài đã cứu ta. Cô thật biết cách khiến cho người ta lo lắng đó. Thân nữ nhi sao lại đến nơi đó làm cái gì? Ngài khỏi phải bận tâm cho ta. Ta đi đâu về đâu. Xin cáo lui. Này, tay của ta đau quá. Ngươi xem thử có khi nào tay của ta bị gãy rồi hay không. Không thể nào mà. Đau quá đi. Đau thật hay sao? Cô nói xem, ta đã đánh gãy cái cây gậy làm ba. Chưa đủ nghiêm trọng hả? Có mang thuốc hay không? Không có. Có chứ điện hạ, thần có mang thuốc đi. Mau thoa cho điện hạ đi. Dân điện hạ. Ngươi nghĩ mình biết cách thoa hay sao chứ? Thần không biết cách hoa đâu. Đây đây, cô làm đi. Ta không làm được. Đột nhiên chân đau quá. Hắn đau chân, không thoa được. Đau ở đâu? Toàn bộ chỗ này bị đau luôn nè. Khi nãy ngài đỡ gậy thế nào? Thế này. Thì ta. Cái đồ xạo sự, tự mình làm đi. Dì Ương à, ta chỉ giỡn tí thôi. Sao cô lại nghiêm trọng như vậy hả? Sao ta thấy có vẻ cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ lần cuối cùng ta gặp mặt. Điện hạ hiểu rõ ta sao? Biết ta là người thế nào sao? Đồ xạo sự. Sao rồi đồ xạo sự? Bí mật theo bảo vệ cho nàng ấy. Đảm bảo nàng ấy về nhà an toàn cho ta. Vâng. Đồ xạo sự hay sao? Nàng ấy gọi ngươi là đồ xạo sự đấy. Đây là phòng của nhị tiểu thư. Bần đạo xin cáo lui. Đàn hương, mời nhị tiểu thư ra đây đi. Dân. Nhị tiểu thư, có đại tiểu thư đến. Làm sao bây giờ? Là đại tiểu thư đó. Đại tiểu thư đến đây làm gì vậy?